được không cô? Ăn được, cá này ăn ngon lắm á. Dạ. Cái này là mình ăn được tại vườn luôn đúng không cô? Ăn được tại vườn, nó là trồng kỹ thuật sạch nè. À, dạ. Gáp nè. Con ăn thử một trái nha. Cái nhỏ nó vừa ăn cả.